liên quan đến tổ hợp nhà cửa Panorama thành lập bất hợp pháp trên mã, ngày 14 tháng 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi tỉnh Hà Giang. Nội dung công văn được Bộ Văn hóa nêu rõ ràng cần cải tạo, chỉnh trang Panorama thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến góc nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, mặc dù nhà cửa Panorama được thành lập ngoài khu vực bảo vệ của danh lam thắng cảnh Mã nhưng lại nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn di sản được UNESCO ghi danh. Như vậy, việc thành lập nhà cửa Panorama không đảm bảo đúng các nội dung yêu cầu tại pháp luật nêu trên, không thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy lãnh trị danh lam thắng cảnh công viên cao nguyên đá Đồng Văn theo quy hoạch toàn bộ bảo tồn, tôn tạo và phát huy lãnh trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã được Thủ tướng phê duyệt. Xét về toàn bộ thẩm mỹ, cơ chế nhà cửa Panorama không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, truyền thống, phiên bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực, gây cản trở đến góc nhìn của du khách tham quan, ảnh hưởng đến môi trường khi nhà cửa đi vào hoạt động mà chưa có đánh lạnh tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là sai phạm cần xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đội dân cư ở địa phương và trên cả nước, công văn nêu. Bộ Văn hóa đề nghị tỉnh Hà Giang cải tạo, chỉnh trang nhà cửa thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến góc nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với phiên bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng pháp luật của pháp luật trước khi triển khai thực hiện. Trước đó, ngày 8 tháng 10, đoàn liên ngành gồm lãnh đạo 4 sở của tỉnh Hà Giang đã họp bàn, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh này yêu cầu huyện Mèo Vạc chỉnh trang, cải tạo một phần nhà cửa gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất, để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Toàn bộ 6 tầng vật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá dỡ để cải chia thành đất trồng cây xanh, thời hạn phá dỡ xong xuôi trước 15/11. Đến nay, tỉnh Hà Giang vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng sẽ đập bỏ theo đề xuất hay không. Trong lúc chờ đợi quyết định của các cấp chính quyền thì vào ngày 11 tháng 12, nhà cửa Panorama bất ngờ được phủ một lớp sơn màu xanh. Đến sáng 14 tháng 10, ông Trần Thạc Hoàng Chánh Văn phòng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết các ban ngành của huyện này đã yêu cầu Panorama dừng các hoạt động sở doanh. Việc nơi này mở cửa cho khách du lịch vào bên trong hay không do chủ đầu tư quyết định. Chúng tôi chỉ yêu cầu tạm dừng các hoạt động sở doanh để chờ lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, ông Hằng nói.